Quý vị đang trở lại với phần tin sân khấu và điện ảnh. Và bộ phim Người Nhện mới sẽ không được chiếu ở các tiểu vương quốc Ả Rập vì các giá trị tranh luận trong khu vực. Thưa quý vị, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ không chiếu Spider-Man Across the Spider-Verse của Sony. Vox Cinemas đã cho biết vào thứ Năm, ngày 15 tháng 6, mà không có lời giải thích trong bối cảnh cạnh tranh trên trang mạng và những người hâm mộ điện ảnh trong khu vực về cách xử lý chủ đề chuyển giới của bộ phim hoạt hình này. Bộ phim phần tiếp theo của bộ loạt phim Spider-Man Into the Spider-Verse từng đoạt giải Oscar vào năm 2018, được phát hành vào 2 ngày, ngày 2 tháng 6 tại Hoa Kỳ và dự kiến phát hành vào ngày 22 tháng 6 tại vùng Vịnh. Tuy nhiên Vox, một công ty con của tập đoàn bán lẻ, Matisse Afutam đã cho biết khi trả lời câu hỏi của Facebook Messenger rằng bộ phim sẽ không được phát hành ở các tiểu vương quốc thống nhất. Matisse Afutam đã không trả lời yêu cầu bình luận và bộ phim đã gây ra cuộc tranh luận trên trang mạng về việc liệu nhân vật Gwen Stacy có phải là người chuyển giới hay là không. Và một cảnh trong đoạn giới thiệu đã cho thấy một lá cờ ở nền có dòng chữ bảo vệ trẻ em chuyển giới. Hãng tin Reuters không thể xác định đó có phải là lý do khiến bộ phim bị rút lại hay không. Hội đồng truyền thông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm thứ Hai đã cho biết trên trang mạng Twitter rằng họ sẽ không cho phép lưu hành hoặc xuất bản nội dung trái với các giá trị và nguyên tắc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như các tiêu chuẩn về nội dung truyền thông có hiệu lực ở trong nước. Hội đồng không đưa ra thêm chi tiết hoặc đề cập đến bất kỳ nội dung cụ thể nào. Một bản tin khác cho hay phần tiếp theo của Transformers mới mở ra vũ trụ rộng lớn hơn cho khán giả. Transformers mới, quái thú trỗi dậy, đưa khán giả trở về với những điều tinh túy nhất của thương hiệu phim hành động nổi tiếng. Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu phim về robot nổi tiếng trở lại với tập thứ 7, Transformers quái thú nổi dậy. Loạt phim của đạo diễn Michael Bay gây dựng là một trong những tên tuổi lớn nhất trong dòng hành động của điện ảnh thế giới. Tổng doanh thu 6 phần trước đã đạt hơn 4,8 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, những tập gần đây của thương hiệu bị nhận xét là xuống phong độ, dẫn đến việc Michael Bay quyết định rút khỏi ghế đạo diễn sau Transformers The Last Knight 2017. Transformers Quái thú nổi dậy không phải một phần phim đơn thuần của thương hiệu. Hãng Paramount rõ ràng xem đây là viên gạch quan trọng để xây dựng một vũ trụ điện ảnh mới của Hollywood. Để thực hiện mục tiêu đó, ekip quyết định đưa nhiều nhân vật từ loạt phim hoạt hình Beast Wars lên màn ảnh. Đội quân Maximals, những robot có khả năng hóa thân thành động vật, được giới thiệu cũng là tâm điểm và là làn gió mới của phần phim. Các robot này vốn sống tại một hành tinh bao phủ bởi rừng cây nhưng phải lưu lạc đến trái đất ẩn náu sau khi bị đoàn quân của Unicron xâm lược. Những cá thể sống sót đã mang theo một bảo vật là chiếc chìa khóa Transwarp với khả năng mở các cổng dự chuyển xuyên không gian. Một tin vui cho những người hâm mộ Transformers là phần phim thứ 7 này không hề tệ. Tác phẩm kế thừa hướng xây dựng kịch bản giải trí như Bumblebee 2018 cùng câu chuyện giải cứu thế giới khá giống phần phim đầu tiên. Kịch bản được xây dựng tròn trịa nhưng không mang đến nhiều điều mới mẻ. Và công viên Harry Potter ở Tokyo đã hy vọng sẽ mê hoặc người hâm mộ Á Châu. Những người hâm mộ Harry Potter sẽ sớm có thể cầm đũa phép, mặc áo choàng và đắm mình trong thế giới phù thủy tại một chuyến tham quan studio sẽ khai mạc tại Tokyo ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 6. Nằm ở phía tây của thủ đô, Warner Bros. Studio Tour Tokyo nhằm mục đích thu hút người hâm mộ từ khắp châu Á châu đến với vũ trụ Harry Potter yêu dấu của họ với một loạt các bộ phim mang tính biểu tượng được tái tạo bao gồm Đại lễ đường, Tàu tốc hành Hogwarts và Hẻm xéo. Chuyến tham quan đi bộ sẽ là cơ sở thứ hai sau Warner Bros. Studio Tour London khai mạc tại Vương quốc Anh vào năm 2012 và đã thu hút hàng triệu du khách. Tobin Jensen, phó chủ tịch và tổng giám đốc của bộ phim đã cho biết, ngoài các bộ phim hiện có đã được xem ở London, khu du khách của chuyến tham quan Tokyo
sẽ có thêm một số bộ phim khác, chẳng hạn như trở thành một phần của những bức chân dung chuyển động trên các bức tường của trường Hogwarts. Với việc du lịch toàn cầu đang tăng trưởng sau đại dịch COVID-19, Johnson cho biết chuyến tham quan đã nhận được sự quan tâm rất lớn đối với công viên này. Ông cũng cho biết thêm, vé dành cho người lớn có giá khoảng 6.300, tương đương 45 đô và đã được bán hết từ tháng 8 trước ngày khai trương của công viên. Một bản tin khác cho hay liên hoan phim quốc tế Thượng Hải khai mạc tuần phim khoa học viễn tưởng đầu tiên. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải gọi tắt là SIFF lần thứ 25 đang diễn ra đã khởi động tuần lễ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên để giới thiệu và tập hợp trí tuệ cho ngành công nghiệp phim khoa học viễn tưởng đang phát triển của Trung Quốc. Sự kiện này bắt đầu từ Chủ nhật, kết hợp 3 diễn đàn chính và chiếu theo chủ đề 11 bộ phim khoa học viễn tưởng trong và ngoài nước, bao gồm cả những bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển của Trung Quốc được quay vào những năm 1980. Phim khoa học viễn tưởng không chỉ thể hiện sự tò mò và triển vọng của nhân loại về tương lai, mà còn liên tục thúc đẩy đổi mới công nghệ trong ngành điện ảnh. Một diễn đàn quan trọng đã diễn ra vào hôm Chủ nhật tại quận Tùng Giang của đô thị, tập hợp các nhà sáng tạo phim khoa học viễn tưởng xuất sắc, chuyên gia tư vấn khoa học và các chuyên gia trong và ngoài nước để chia sẻ những hiểu biết về sự phát triển trong tương lai của thể loại phim khoa học viễn tưởng đang nở rộ của Trung Quốc. Làm thế nào để hiện đại hóa ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc? Chúng tôi nghĩ rằng phim khoa học viễn tưởng là một điểm khởi đầu rất tốt, đặc biệt là sau khi những bộ phim khoa học viễn tưởng kiểu Trung Quốc như loạt phim The Wandering Earth hay Moon Man đã được công nhận về doanh thu phòng vé và danh tiếng. Chúng tôi tin rằng phim khoa học viễn tưởng có thể là cơ hội tiếp theo cho ngành điện ảnh Trung Quốc. Thông Dinh, Phó Giám đốc Trung tâm Liên hoan phim và Truyền hình Quốc tế Thượng Hải, cũng là nhà đồng tài trợ của Liên hoan đã cho biết như trên. Ban tổ chức cũng cho biết thêm, tuần phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ công bố thông tin về những dự án phim khoa học viễn tưởng nổi bật nhất của đất nước trong những năm tới. Và thưa quý vị, gần 80 phim ra mắt tại Trung Quốc hè này. Gần 80 phim sẽ được phát hành ở Trung Quốc trong mùa phim hè từ tháng 6 cho đến tháng 8. Trong số những phim mới đã ra rạp, những bộ phim nổi trội Hollywood đang dẫn đầu về doanh thu phòng vé và vẫn đang được yêu thích, bao gồm các bộ phim như Spider-Man Across the Spider-Verse và bộ phim Transformers Rise of the Beast. Tất cả chúng tôi đều thích người nhện, vì vậy chúng tôi đến để xem phim mới và nói về điều gì. Một khán giả cho biết, trong 2 tuần đầu tiên của tháng 6, phòng vé đã đạt được khoảng 500.000 nhân dân tệ, một mức tăng đáng kể so với tháng trước. Lee Hu-yu, người phụ trách một rạp chiếu phim địa phương đã cho biết, trong khi đó, ngày càng có nhiều khán giả chọn phim IMAX để có hiệu ứng hình ảnh và âm thanh có thể mang lại cho họ trải nghiệm xem phim đắm chìm. Tôi đến đây hôm nay để xem phiên bản IMAX của Transformers. Nó mang lại trải nghiệm phim tốt hơn và khiến tôi cảm thấy như mình đang ở đó. Một khán giả khác đã nói, Meng Danjin, giám đốc điều hành của IMAX Trung Quốc đã cho biết, ông hy vọng sẽ thu hút nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ, đến rạp chiếu phim vào mùa hè này bằng cách cung cấp trải nghiệm xem phim thú vị và nội dung phim cũng phải được chất lượng hơn. Vâng, kính thưa quý vị, và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV qua phần trình bày của xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình. Xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần thư giãn và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức ngày mai.